Hạ Thiên. Lòng thành con xin bái đạo cung thỉnh hình mời Phật Thánh Anh Lai Đạo chứng đàn duyên. Quả thực dâng lên có đăng đăng trà. Quả thực dâng lên lòng tin bái thỉnh Chúa Tiên cầu chung. Thương dâng y tiết trọn ngày lành tiệc mở thương con thỉnh thỉnh tam tòa tiên thánh thánh tung đồng mộng mộng lai xa đà đàn duyên. Để nhất thiết tiên cung thỉnh thỉnh mời để nhất thiết tiên thành thành vân công chúa hương hiền hiền mộng mộng thôn quê đất phủ dày An Thái thôn quê nghĩa hưng thiên tàn họ nhà Lê Cải Trần sẽ lo đón xa hồi để nhìn tiên cung thỉnh thỉnh mời mẫu mẫu song sơn mẫu hiện thanh thanh dáng ngự về đông đông cuông xa đó xa hồi thanh mẫu để tam cung thỉnh thỉnh mời thanh mẫu để tam xích nâng lòng lòng nữ nữ mong ngự để bờ diệu quang miên chiếu từ trung ngã tích tích tàn cung gia kỳ phượng hoàng thân thần thánh chúa tiên trung xa xa có lần truyền ra cũng không có lần truyền ra qua đó quân thủy bộ cùng là chư sinh ô bình bình đáo phạm nam thành nhất nhất đường nghỉ thủy long
vân vân. Ê, tao phục phục nghe. Thank you.
nay đức đồng độ cho được tế thính sân lai của nhà Khang Thái phúc lai an trừ tấu lên quốc mốc linh linh từ Chào
xuất xuất thế. Hát đình đình sinh trần trần hề tồn phương dùng dùng nghi tương bảo đường đường khuê chương vi vi vọng vọng đồng đồng lương đại tài Thank you.
sinh ra vào lành lành đầu đầu có phúc phúc lành lành quyền cao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
soi liền chân thế đốt đun đi lên non sang soi khắp bàn để đây soi trong màn đường soi về sớm cha soi nam hiền soi về sớm cha
phản đạo vô thường á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Phạm Nam Minh Ngọc Ngọc Lạ Sơn Chú Ngự Thành Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng nguyện với
linh về người Sơn Trang. Già tiên chúa cô hằng yêu điều, bước khoan thai nhẹ bước trên non, dù cho nước trời đã mòn. Chắc ta trời đất chuyển mưa xa chớp rồi
siêu siêu phong biên chiếu từ trên lá tích băng cung xa kim phục hoàng thân mật thành chúa tiên trung vương an tân xa từ bi lần lần chúng sinh cô bà kim định để khai quang chiếu từ trung trung văn văn sơ dắt lên tôn hoan để tổ đôi chép biên sạch sạch khi cho nhị thị trang sinh chữ thủy khang ninh thọ chữ phi cho sức mạnh khang cường áo thắm dương trình khăn đao áo thắm dương trình quan về tống đôi anh ninh đợi đợi độ cho năm đất mười tươi văn sứ dâng lên tương lai văn sứ dâng lên chỉ quan đệ nhất nhất chúa tiên dành dành cung phù đệ tử trường sinh của nhà phú quý khang ninh thọ trường về cho tráng kiệt đôi đường chúc nam bác ý
quân dân đảo. Thank you.
Tây Phương, hội bạn thiết yêu tôi được giữ. Thank you.
Thank you.
Đường tại cửa bích khi xa hơi
thành thế. Thiên dòng sắp sắp mãi treo tươi, dòng dòng ngang tuần tuần anh đưa nơi đi về. Giang từ quý đi địa danh lam để quan tung tung tia lông vàng lòng lòng môn hồ bàn thạch thạch bàn thank you.
Thank you.
Truyền thiên độ phạt cơ quan tuần bây giờ người chắc sáng anh linh trước về khám xét gì đi sao ra từ trong hết à kinh minh phen này đi ra chân thấy biên tay chân chân thấy biên tay đi ra chân thấy biên tay ngược lên đông đông tử kiếm sẽ nhân gian cứu độ thời đấy bị bị nhiều bề thông minh cứ gió đi về
Hãy subscribe cho
dẫu anh linh. Cùng phong núi lên, tóm núi chạy
trang sĩ tinh tinh xưa lưu truyền ghi dấu để lan đội hoan toàn tâm thì cùng còn đây dấu thiệt. Có ngờ đâu dây oan buông cho mắc nợ đời, mắc nợ đời phải tội gió chăng, cương thường ghi nhớ long hằng, hướng trong nào phải bị dây. Trời xanh đã tình, đức đức hoa nhi đã tình chưa hoa, yêu ma thì ngoài mà thù xưa phải trả lại càng tát yêu. Thank you.
khuất kim quang. Lê triều ta phủ tôn quan, quý danh danh đô đốc Ninh Ninh sang cầm cầm quyền. Thấy rõ sự trắng đen minh bạch, tấu bị dùng giữa sạch sạch nghiệp hoan. Lòng chung chung luôn giữ lấy là trước tiên. Cùng đi hải đảo, 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 đi hải đả